Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện bây giờ rất là nắng luôn. Trời, thời tiết tháng này là phải gọi là nó khá là nắng. Bởi vậy em ra ngoài đường giống như ninja. Ninja. Nói chung là che mặt thì hơi mất lịch sự chút xíu, thì cô chú anh chị các bạn thông cảm nha. Nè, Upachi. Không có ai khác là Upachi đâu. Nó thì bây giờ thì em sẽ đến đây để em ghi hình và báo giá dùm cho khách hàng. Đây, một bộ mẹ con. Mẹ chữa mấy tháng anh? 6 tháng. Con là con cái Bushin ha. Con mới 8 tháng. Mẹ chữa 6 tháng có hơn. Đây. Thì bây giờ bà con cô bác anh chị chúng ta cảm thấy thích muốn mua mồng nha. Có đồ đập mồng không? Thì liên hệ ngay và liền với em ha. Thông tin cơ bản là con được 8 tháng. Con được 8 tháng nè. Còn con mẹ thì đang mang thai 6 tháng có hơn nè. Đó, thùng tàn rất là ok luôn đúng không? Dậu yếm nè. Con mẹ thì nó xăm hai lứa, đang mang thai lứa thứ ba ha. À, chân móng sò trụ, chân trụ thẳng rúng thì bài bản rất đẹp. À, tướng tá nè, thấy không, bò mẹ rất là tốt tàn luôn. À, con mẹ này thì hiện đang tình trạng là chữa hơn 6 tháng rồi. À, bộ mẹ con này bây giờ anh chủ nhà quyết định bán cho bà con cô bác anh chị với cái giá là con mẹ là 32 triệu, phóng anh. Mẹ này đang mang thai nha, bán giá 32 triệu, mà mẹ rất là tốt luôn. Ha. Con là cái giá là 19 triệu. Nếu mà tách ra. Còn ai muốn mua mẹ con luôn thì anh chủ nhà quyết định bán cho bà con của bác anh chị mẹ con luôn ha. Đó, con có giá là 19 triệu. Tướng tá lưng dai đùi đít thì khỏi chê rồi, sái nghiêm chỉnh, sái mặt sái lưng. Rúng là rúng chèn, chân thì móng sò, chân trụ rất là thẳng luôn. Đó, bà con cô bác nào cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em. Để chúng ta có thể chốt được bộ mẹ con này. Con mẹ nè, thấy con không? Giờ mình làm con mẹ nha. Con mẹ nè, thùng tàn ghê gớm lắm. Nè, mẹ này đang giữ con, đang mang thai lứa thứ ba. Đó, lưng dai, sái tích nghiêm chỉnh. Bò này khá là dễ ha, sái tích nghiêm chỉnh, sái mặt, sái lưng. Bò này đẻ sai lắm của chú anh chị các bạn. Nó đang giữ con mà nó cũng đẻ nữa nè. Không, chân móng nè. Đó, qua nè. Bò này sẽ được bảo hành bao lòi lú của chú anh chị các bạn nha. Trong vòng 3 tháng đầu tiên mình mua về, nếu mà có hiện tượng lòi lú hí tử cung gì đó, anh chủ nhà nhận lại và hoàn tiền đầy đủ nha. Con này bao chữa 6 tháng. Thì cô chú anh chị và các bạn, khi mà chúng ta mua về, nhờ bác sĩ thú y gần nhà thăm khám thông báo cho em biết nếu mà có thai thì thôi, còn không có thai thì em sẽ nhận lại và hoàn tiền đầy đủ của chú anh chị và các bạn. Bò này khi mà giao đến thì bà con cô bác cũng như là quý anh chị sẽ được quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán. Chúng ta sẽ được quyền dẫn bò đi tới đi lui, kiểm tra xem bò này chân móng như thế nào, đi đứng có hoàn thiện hay không mới thanh toán tiền cho bác tài đi về. Ok, cô chú anh chị bạn thấy tướng tá không? Này thuộc về dòng Bushin ha, nên cấp mình của nó rất là lớn. Con nè, con mới 8 tháng mà nhìn kịch cộm ghê không? Đó, đó là hình ảnh của hai con bò mẹ con. Thì con này chiều cao dao động nó là khoảng 1m20 mấy á. Nói chung là em lại gần đó cũng được đâu, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ trên 1m2. Bò này phải 1m24-25 là có chắc ha. Bò tướng tá rất là tốt. Này có giá 19 triệu nếu mà tách ra. Còn con mẹ nó có giá là 32 triệu nếu mà cô chú anh chị của bạn muốn tách ra ha. Còn mà cô chú anh chị của bạn mua mẹ con luôn thì cái giá nó vẫn như vậy. Đó, rồi. Thì bà con cô bác anh chị nào cảm thấy ưng muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em. Bây giờ em sẽ lại gần nó và đo thử chiều cao của bò mẹ cho quý vị các bạn ta nhắm xem ha. Còn bò con thì chắc lẽ là em lại em đo không được. Bò mẹ này chiều cao 1m30 33. À, còn con bò con thì chắc có lẽ là tầm khoảng 1m25 đó quý vị các bạn. Đó, bà con nào thấy thích muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em. Rồi thôi, bây giờ em xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với nội dung tiếp theo của buổi ghi hình ngày hôm nay. Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì để trở lại cái video đăng bán và báo giá công khai ngày hôm nay, thì em xin gửi đến bà con cô bác cũng như là quý anh chị hình ảnh của 8 con bò. Thì 8 con bò ngày hôm nay đều là 8 con bò Pháp Kem. Ý không, 7 con Pháp Kem và một con cái 3B. Đó, ở đây thì 8 con này đều là 8 con bò cái. Và trong đây có một con chuẩn bị lên giống. Còn 7 con còn lại là bò cái lứa.
Ở đây có một con này tháng tuổi khoảng 14 tháng. Tướng tá hình ảnh rất là đẹp luôn cô chú anh chị và các bạn. Chân móng ở đây là hoàn thiện ha. Con này bây giờ em xin báo giá trực tiếp và công khai cho bà con cô bác cũng như là quý anh chị. Là con này đang có giá là 23 triệu. Nó thuộc về cái dòng pháp kem, nó nằm trên nền bò mẹ là Bosin, đó cha là Cheruline nên nó ra cái giống này. Pháp kem rất là đẹp luôn. Con này thuộc về con kem pháp sập cọp, tướng tá thì khỏi chê rồi. Đó, lông, nhiễn, da sát, rúng yếm đầy đủ bài bản và sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh. Lưng vai rồi, cái lưng vai nè, cô chú anh chị bạn thấy lực không? Lưng vai rất là lực luôn. Con này thì nhóm sừng ha, sái tích hoàn toàn nghiêm chỉnh sẽ lưng đây. Thì con này chiều cao dao động của nó là gần 1m3 bò, có nghĩa là tầm khoảng từ 1m27, 28, 29 bò. Và kế bên là hình ảnh của một con bò pháp kem. Con này với một cái dốc dáng thì cũng khá là tương đối. Rúng yếm thì bài bản, nó cũng không khác những pháp kem khác. Nhưng mà con này thuộc diện pháp kem vàng, lai máu mẹ Bosin nhiều, nên nó hơi màu này là thuộc về màu bánh mì khét ha. Con này thì xin báo giá trực tiếp cho bà con, cô bác và quý anh chị. Con này có giá là 16 triệu 500. Rúng yếm, sái tích, nó rất là bài bản luôn. Chân móng thì hoàn thiện ha. Và kế bên cũng lại là pháp kem, nhưng mà con này có một đặc điểm khá là đẹp. Con này nó bông chân, bông rúng, bông bụng, bông trán và bông luôn cái đuôi. Con này thuộc về con pháp kem bông. Đó, nó bông hết bốn cái chân luôn quý anh chị các bạn. Chân nó đều bông trắng hết nha và đuôi trắng luôn, đuôi bông trắng, ức bông trắng, rúng ở đây là rúng chèn. Con này có một cái dốc dáng khá là chuẩn bò nền luôn, dậu yếm thì lạch phạch. Con này chiều cao dao động của nó tầm gần 1m2 bò và cái độ tháng tuổi của nó khoảng tầm tháng tuổi của nó tầm khoảng gần 8 tháng tuổi ha. Con này vai lực lưng đôi. Con này thì nhóm sừng ha. Giá bán của con này cũng đang có giá là 16 triệu rưỡi. Nó rất là dễ thương của chú anh chị và bạn. Lông da bóng mượt ha. Sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh đây. Của chú anh chị và bạn có thể thấy trực tiếp qua cái video của em. Qua thì bự, xương chậu thì khá là rộng. Này, có nhiều anh nhiều chị nói em hồi sao mà cái video nào mày cũng dạch cái quang bò lên mày nói. Đó là một cái đặc điểm quan trọng khi mà chúng ta lựa bò giống ha. Không phải là em cố tình em mà đụng tới cái hoa của con bò đâu. Em thích đụng hoa lắm nhưng mà hoa mọc ngoài đường kìa. Đây, kế bên là một con kem pháp. Cũng là dòng 1 nằm trên nền bò mẹ Bosin. Khá là chuẩn bò nền. Lưng vai lực, sái tích nghiêm chỉnh. Mình nhìn thấy cái dàn lưng của nó không? Lưng nó thuộc về lưng đôi. Những bò này khá là mát sữa ha. Nó thuộc về bò pháp. Nhưng mà lai trên nền bò vàng Việt Nam. Những con bò này sau này có một cái khung tàn khá là lớn nè. Mình nhìn thấy không? Chân cẳng nè. Thứ nhất là cao ráo. Thứ ba là xương sóc to. Đó, rúng yếm thì đầy đủ luôn. Đây là những con bò phải gọi là những con bò có thể để chúng ta nuôi bò sinh sản. Qua đều rất là bự nha cô chú anh chị các bạn. Nó qua bự, xương chậu rộng. Lưng đôi, vai đôi. Nói chung là nó tướng tá khá là lực. Đây, con này cũng đang có giá bán là 16 triệu rưỡi. 16 triệu rưỡi nha cô chú anh chị các bạn. Đó, 16 triệu rưỡi luôn. Và kế bên cũng là một con pháp. Cũng là một con pháp kem nữa cô chú anh chị các bạn. Trong đây có tới 6 con pháp kem lận. Nhưng mà con nào tướng tá cũng đẹp, lưng dai cũng đẹp. Đùi đít thì khỏi chê rồi. Vai lực, lưng đôi. Đây là những con bò thuộc, những cái con bò thuộc về dòng bò bự con, bò lớn tàn. Cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem, nếu mà cảm thấy thích muốn mua những con bò ở đây mà mua về nuôi làm giống thì đây là một sự lựa chọn của bà con, cô bác và quý anh chị. Chân móng của những con bò ở đây đều hoàn toàn nghiêm chỉnh ha. Đây có một con pháp kem xám nè. Trong cái đàn này là có 4 con, giá 16 triệu rưỡi, 16 rưỡi, 16 rưỡi, 16 rưỡi và 16 rưỡi. Con này thì nó chỉ có giá 15 triệu rưỡi thôi. Đó, tướng tá. Hả? 16 à? Con này mới 15 rưỡi. Dạ rồi, con nhầm. Ở đây có cái con pháp kem này 16 triệu. Đó, mình nhìn thấy không? Những cái góc độ như thế này thì cô chú anh chị và các bạn có thể thấy được cái dàn dai của nó. Lưng vai khá là lực luôn đúng không cô chú anh chị và các bạn? Đó, nó rất là dễ chịu. Khi mà em khum xuống quay những góc độ này. Và chân móng của những bò ở đây thì theo em quan sát đều hoàn toàn nghiêm chỉnh ha. Sái tiền thì hai bên cổ. Nè. Nè, thấy lưng vai lực không? Đó, cô chú anh chị các bạn. Những con bò này thì bà con, cô bác, anh chị chúng ta có thể mua về nuôi làm bò nền ha. Con này sái con bò này lông nó nhuyễn. Bò trong đây có con này lông nhuyễn đã dữ ta. Nè. Lưng dai nè, da nó mỏng dánh luôn cho anh chị bạn coi, có sống lưng.
cái này ta gọi là lưng đôi nè. Lưng đôi có nghĩa là ở chính giữa lưng nó có một cái đường, và hai cái bên lưng của nó dày rất là lực. Nhìn thấy tướng tá bin, nhìn góc độ này. Đó, mình thấy vai của nó không? Những góc độ này cho bà con, cô bác, anh chị chúng ta có thể thấy rõ những chi tiết của con bò. Con này là Phật ngồi trên đỉnh. Đây, qua nè, cho cái qua này. Qua thì bự ha. Bà con, cô bác, anh chị chúng ta thấy cũng rõ nè. Tướng tá nè, để em lùa nó qua cho bà con, cô bác, anh chị xem. Chân móng xương sóc, rúng nè. Đó, con này giá 16 triệu của chú anh chị các bạn. Con này nó thuộc về cái dòng Pháp Cam, nhưng mà nó lông nhuyễn cực kỳ nhuyễn luôn. Đó, lưng vai, chân móng thì hoàn thiện hết, là móng sò hết của chú anh chị các bạn ơi. Đó, tất cả những con bò ở đây thì em quan sát đều chân móng hoàn thiện hết ha. Và kế bên là một bạn 3B. 3B nhìn thấy cũng rất là dễ thương ha. Con này cũng thuộc về cái dạng cậu lộng. Cái dòng 3B nằm trên nền mẹ Bosin, nên lỗ tai rất là nhỏ. Cái lỗ tai của con bò này nhỏ hơn lỗ tai thỏ nữa ta. Nè, sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh nha. Con này nè, vai lực, rúng thì đầy đủ nè. Chân móng cũng là móng sò. Đó, con này bông đuôi. Đó, bà con, cô bác, anh chị chúng ta cảm thấy thích, muốn mua những bò này thì liên hệ ngay và liền với em nha. Con này thì nó đang là cái mức giá là 15 triệu rưỡi. Con này ha, có mức giá 15 triệu rưỡi. Mình nhìn thấy cái vàng dậu cổ của nó không? Trời ơi, nhìn thấy phê. Con này chiều cao dao động của nó tầm khoảng từ 1m1 trở lên. Giá bán của con 3B này có giá bán là 15 triệu rưỡi. Và tổng đàn bò ở đây thiệt hại là 121 triệu. Nói thiệt hại chơi thôi, chứ giá của nó, tổng của đàn bò này là 121 triệu của chú anh chị các bạn. Và bà con, cô bác, anh chị nào có nhu cầu muốn mua hết tất cả những con bò ở đây thì tổng là 121 triệu, nhưng mà nếu như mà mua một lượt thì cái chú chủ nhà ở đây sẽ bớt trực tiếp cho bà con, cô bác cũng như là quý anh chị 2 triệu phụ tiền xe. 2 triệu phụ tiền xe, đó là mức giá, phải gọi là cái mức giá không còn thương lượng, để cho bà con, cô bác, anh chị có thể mua hết đàn bò này với một cái mức giá là 119 triệu tổng đàn, 119 triệu. Bà con, cô bác, anh chị nào cảm thấy thích, muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em. Bò này thì chân móng xương sóc đảm bảo với bà con, cô bác, anh chị là điều hoàn thiện. Khi mà giao bò đến thì cô chú anh chị bạn sẽ được quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán. Ở đây chân móng xương sóc rất là ok ha, không có áp xe, không có xuống rúng xuống ruột gì hết. Bò này đều hoàn thiện hết nha. Bò này khi mà giao đến, bà con, cô bác sẽ được quyền dẫn con bò đi tới đi lui, kiểm tra xem chân móng của nó thứ nhất, thứ ba, thứ hai là bà con, cô bác, anh chị sẽ được quyền dẫn đi tới đi lui, coi cái đi đứng cái hoàn thiện không mới thanh toán tiền. Và một điều bà con, cô bác, anh chị nên lưu ý, đó chính là mình được quyền kiểm tra bò trước khi thanh toán. Đó là một cái hình thức giao dịch của những cái món hàng chất lượng. Đấy, cô chú anh chị và bạn, đó là một cái câu phải gọi là quyết định. Khi mà bà con, cô bác, anh chị chúng ta mua một cái món hàng nào đó bất cứ trên mạng xã hội thì cái món hàng cho phép kiểm tra trước khi thanh toán, đó là những cái món hàng chất lượng. Ví dụ em nhờ cái bạn Caramel này, ví dụ nha, em là một người đàn ông chiều cao 1m76 và đang đứng kế bên con bò đây. Chiều cao của nó em ước lượng là dao động gần 1m2 bò, có nghĩa là tầm khoảng từ 1m17-18 bò rồi. Ở đây thì cô chú anh chị và các bạn khỏi sợ mua con bò nó nhỏ, là tại vì sao? Em là một người đàn ông cũng giống như là cô chú anh chị và các bạn đang đứng kế bên bò. Mình xác định nếu như mà nó nằm trên rúng của em là biết chắc chắn là trên mát rồi. Mà con bò này thì nó dao động tầm khoảng 1m2 bò mà có giá 16 triệu 500, 4 con này. 4 con này có giá là 16 triệu 500, và con bè cuối cùng bên kia có giá là 23 triệu. Thì còn hai con còn lại, con này có giá là 16 triệu và con kia có giá 15 triệu 500. Thì bà con, cô bác, anh chị nào cảm thấy thích, muốn mua cái đàn bò này thì liên hệ ngay và liền với em để có thể chốt được những bò này. Mua về một lượt thì anh chủ nhà sẽ bớt ngay cô chú anh chị và bạn 2 triệu phụ tiền xe. Ở đây thì cô chú anh chị và bạn nào còn chừng, nếu mà cảm thấy thích muốn mua thì còn chần chờ nè, gì nữa mà không nhấc máy lên và gọi ngay cho em. Ở đây bò này là bò B mới tách mẻ, dao động từ khoảng từ 7 tháng tuổi, 8 tháng tuổi. Không có bò nhỏ con ở đây nha, không có bò cóc, bò cỏ lan can ở đây nha. Xin lỗi mọi người, nghe điện thoại khách hàng cái nha. Dạ, hello em nghe. À, cái này bây giờ em đang quay phim mà có những hồi nói chuyện sao luôn. Ở đây thì cô chú anh chị các bạn thấy em đón bò này thì dao động là tầm khoảng từ 1m10 mấy, gần 1m2 bò đúng không? Đây em đón nè. Con này chiều cao tại phía sau khu của nó là 1m2. Thì còn con này thì chiều cao tại phía sau khu của nó dao động tầm khoảng từ 1m14-15. Con này
1m19 đó. Thì nói chung là nó xấp xỉ nhau á. Nó dao động tầm từ 1m1 tới 1m2 bò. Thì tất cả những bò ở đây thì nó đang có một cái mức giá phải gọi là khá phù hợp với mọi người. Tổng đàn bò này có giá là 119 triệu là giá chốt. 121 triệu nhưng mà bớt phụ 2 triệu tiền xe thì còn lại là 119 triệu của chú anh chịu các bạn. Nếu như mà ai cảm thấy thích muốn mua những bò đây thì liên hệ ngay và liền với em. Số điện thoại em để trên màn hình. Sửa tướng nó lại giùm cái đang chụp tấm hình. Thôi được rồi, được rồi, được rồi. Thôi vậy được. Đó, tổng bầy bò có giá là 119 triệu. 121 nhưng mà bớt phụ 2 triệu tiền xe rồi nha cô chú anh chị và các bạn. Bò thì tướng tá rất là ok, lưng vai lực, đùi đít khỏi chai qua bự vuông cỡ rất rộng luôn. Đây là những bò phải thích hợp cho cô chú anh chị và các bạn mua về chúng ta nuôi làm bò nền sinh sản. Rồi, thì nãy đến giờ thì cũng đã cập nhật đầy đủ thông tin cũng là báo giá cận cảnh những hình ảnh cho bà con cô bác anh chị rồi. Thì bây giờ em xin kết thúc cái video đây và hẹn gặp lại với cô chú anh chị và các bạn video kế tiếp. Nếu mà cảm thấy thích cái chương trình của em thì hãy đừng quên cho em xin một like như thế này dưới video để em có thêm động lực làm nhiều video mới. Và nếu mà muốn theo dõi những video tiếp theo thì bà con anh chị cô bác đừng quên ấn vào một đăng ký kênh phía dưới để chúng ta có thể theo dõi những video tiếp theo từ kênh của em được phát sóng vào tất cả các ngày trong tuần vào 3 cái khung giờ quen thuộc là 7 giờ tối, 8 giờ tối và 12 giờ trưa. Rồi thì bây giờ anh xin kết thúc cái video đây và hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn video kế tiếp.